trải qua một cái hành trình gọi là trải nghiệm tăng điểm chạm. Và trong marketing thì ba nội dung chính, đầu tiên là khó nhất là chúng ta phải làm việc với thị trường lành, và thông thường thị trường lành thì chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, bởi vì những người lạ ngoài kia chưa ai biết đến chúng ta. Chúng ta phải có một bộ công thức tiêu đề là để viral, đúng không ạ, lại tăng điểm chạm khách hàng, thì chúng ta phải có một bộ công thức làm video hay là bài viết hay là online offline hay tất cả các kênh để người ta biết đến mình cái đã, đúng không ạ. Rồi bước số 2 thì chúng ta cần có một hành trình video bài viết là thị trường ấm để tăng điểm chạm để khách hàng biết đến chúng ta. Và sau khi biết rồi thì chúng ta bắt đầu là nuôi dưỡng và làm ấm khách hàng, thì cái thứ hai tôi gọi là thị trường ấm. Và bước số 3 là thị trường nóng. Lúc này khách hàng biết đến tin chúng ta rồi và biết năng lợi ích và lợi ích mà chúng ta mang lại cho khách hàng, này gọi là thị trường nóng. Được này thì chúng ta bắt đầu mới là có chiến lược làm video hay là những bài bán hàng, và trải qua là gì, đến bước biết tin bàn bán, thì đấy là hành trình của một khách hàng. Trong phần phát đồ thầy Johnson Black bảo rồi, chúng ta phải thiết kế một sản phẩm, đầu tiên là sản phẩm mồi câu, rồi đến sản phẩm chủ lực, và sau đó mới đến sản phẩm và truyền tải đúng USB này đến với khách hàng chúng ta. Đấy là cái đầu tiên, bước số 1. Bước số 2 là quy trình xây dựng team cũng như đào tạo team như thế nào. Rất nhiều người đặt câu hỏi như thế nào. Đầu tiên tôi sẽ nói sai lầm trước. Khi chúng ta lên content tuyển dụng nhân viên để làm marketing thì có hai vấn đề xảy ra. Vấn đề đầu tiên là anh chị em biết thế này, những người giỏi marketing thực tế là họ không đi làm thuê cho các doanh nghiệp, trừ trường hợp là chúng ta trả quá nhiều tiền. Tôi đang ở trong một cái cộng đồng khoảng 2.000 doanh nhân, thì các chủ doanh nghiệp thì đều những vấn đề này, mà đầu tiên chúng ta mong muốn đi tuyển một ai đó đủ giỏi để làm việc cho chúng ta thì khó anh chị nhé, rất là khó. Anh chị em nhớ đó là những người giỏi không đi làm trước. Và có một cái từ khóa tôi hay đùa anh em là gì, người giỏi không bao giờ đi làm cho người giỏi. Tại đây xin lỗi anh em nhé, mà đúng thực tế nó là như vậy. Đầu tiên là chúng ta phải tham gia học và hiểu về bản chất marketing là gì, sau đó chúng ta tuyển người về và chúng ta đào tạo hoặc là nhờ một đơn vị nào học về công cụ, đúng không ạ. Sau khi chúng ta học công việc tư duy thì chúng ta hiểu về công cụ như Fedora hoặc là về website, về IT hoặc là top top, thì chúng ta tìm đến học những cái khóa đó và dẫn dắt họ, đào tạo họ. Sau khi chúng ta làm được rồi thì chúng ta đóng gói quy trình lại, từ trưởng phòng marketing hay ví dụ đội nhỏ nhỏ thì chúng ta bắt đầu đóng gói quy trình. Một ngày là có một bộ content xuyên suốt như vậy, một ngày bao nhiêu bài viết, bao nhiêu video, các bạn truyền tải bằng cách nào, sau đó mới giao KPI cho nhân viên. Và lúc này bắt đầu khi chúng ta quy trình chúng ta tối ưu rồi, đo lường rồi, thì chúng ta bắt đầu mới nhân bản. Và có một lưu ý này, rất nhiều người kiểu người là đi tuyển người học có bằng cấp và FPT hoặc là cái gì đó về làm. Mình chia sẻ thật với anh chị là bản thân tôi cũng đã tuyển rồi, tôi tuyển hai ba bạn như vậy về làm cho tôi. Thực tế là các bạn ấy học về công cụ chứ họ chưa được học quá nhiều về về mặt tư duy marketing, giỏi về quảng cáo, giỏi về phở to, giỏi về top top, giỏi về y tế nào đó, thì chưa phải là bản chất marketing chủ đời anh chị, đó là chỉ là một phần nhỏ trong marketing thôi. Đầu tiên là những chủ doanh nghiệp hoặc là những người startup mới kinh doanh ấy, thì thường chúng ta phải tham gia một học hoặc là một nhiều để chúng ta hiểu được bản chất marketing. Và cái thứ hai là những nhất tôi phát hiện một điều này, những người đi làm marketing hầu như là liên quan đến một vài công cụ, thì hầu như là rơi vào người bạn trẻ. Những người bạn trẻ thì sẽ rơi vào là nhu cầu như tiền bạc, có nghĩa là lương thưởng, đúng không ạ. Và cái thứ hai là chúng ta phải tạo ra văn hóa doanh nghiệp là gì, là các bạn được học hỏi và phát triển bản thân, thì các bạn ở lại rất là lâu, phải có văn hóa học và phát triển liên tục. Và nếu các bạn chúng ta không được học được điều gì nữa, đúng không, lương thưởng thì không có đạt được, thì các bạn sẽ rơi chúng ta đi. Bởi vì nhu cầu của bạn đang trẻ phát triển bản thân cũng như phát triển nhu cầu học tập rất là cao, và chúng ta phải xây dựng một cái văn hóa là gì, cho các bạn có một nhu cầu gọi là phát triển, hay còn gọi là nhu cầu danh phận tăng lương, đúng là được học tập phát triển liên tục. Và nếu doanh nghiệp nào không tạo được như thế này thì tôi tin chắc rằng để mất tuyển dụng cũng như đào tạo đội nhóm làm việc lâu dài thì rất là khó. Bản thân tôi cũng mắc rất nhiều cái này, và cũng chia sẻ thật với anh chị là cái tư duy ngắn hạn của các bạn trẻ ấy, thì đầu tiên người ta là mong muốn là tiền bạc, đúng không ạ. Và thì đầu tiên các bạn đến và tôi thì đặc điểm nghề nghiệp của tôi thì tôi lại tư vấn đào tạo anh đây, mà các bạn thường là mong muốn đến học tập một giai đoạn đó nó cũng đủ rồi,
thì các bạn đã ra đi làm ngoài. Và thực tế là các bạn nếu mà học được, các bạn ra đi làm một vài thì trang web hoặc là một vài kênh TikTok hoặc là một cái gì đó cho doanh nghiệp, thì người ta tự do về mặt thời gian cũng như là thu nhập chắc chắn vẫn cao hơn, đúng không? Người ta tự do về mặt thời gian, thì đấy là những cái sai lầm dành cho những chủ doanh nghiệp khi chúng ta không biết đến công ty marketing và giao KPI cũng như văn hóa doanh nghiệp để nhận người ta, đúng không? Thì bản thân tôi cũng nhìn rất là nhiều vấn đề này. Cái sai lầm mà lớn nhất là đây, chủ doanh nghiệp họ không biết về bản chất marketing thì sẽ rơi vào hai kịch bản. Nếu chúng ta có may mắn tuyển được một ai đó người tài và biết marketing, nhân viên chúng ta khi nói về vấn đề đó và chi phí cần phải bỏ quảng cáo hoặc là xây cái sản phẩm nào đó, như vậy thì nó sẽ xảy ra xung đột đấy. Và cái này thường xuyên ngoài kia cũng mắc rất là nhiều, bởi vì nhân viên có đề xuất là một cái gì đó với chủ doanh nghiệp thì ông chủ không biết điều này, thì cái tối ưu và đo lường hiệu quả thì ông chủ không biết, có thể là và việc này làm cho bạn phải mất năng lượng, đúng không ạ? Hay còn gọi là chúng ta không có thật về bản chất marketing thì nó sẽ xảy ra xung đột đầu tiên. Cái thứ hai đó là ông chủ không, khi không biết lợi ích thì sẽ không cân đối nguồn tài chính để chi trả nguồn marketing cho nó hợp lý. Và chúng ta phân bổ làm thế nào phải biết đo lường và giao KPI cho các nhân viên marketing chủ nhà. Và thường là khi ông chủ không biết điều này thì thường giao KPI cao, và nếu không đáp ứng được thì là nó trở nên xung đột. Vì vậy ông chủ cũng phải biết về TV. Và kinh nghiệm tuyển dụng này thì kinh nghiệm cho thấy khi người trẻ và năng lượng rất giỏi, không cần bằng cấp mà họ có năng lực học tập thì chúng ta nên tuyển tạm bản đó, và chúng ta đào tạo, chúng ta sử dụng họ lâu dài đấy. Thì đã đầu tiên cần phải học và nhân viên tuyển dụng nhân viên là chị em chủ doanh nghiệp bao là phải kỹ năng thiết kế tham ba. Cái thứ hai là edit video, ba là kỹ năng dùng AI. Kỷ nguyên này rồi, đúng không ạ? Kỷ nguyên AI ra đời rồi thì bắt buộc từ đầu cắt ghép video và rất nhiều thứ trong đó, tạo nội dung không giới hạn. Và để quay dựng được một video, tôi nói rất là ngắn đấy các bạn, anh ý tế của tôi nói nhiều rồi. Thì đầu tiên đơn giản nhất là chúng ta vẫn dùng điện thoại, và nếu anh chị em có điều kiện thì mua một cái mic để cài thì ôn được, tức là nếu chỉ có điện thoại sau này quen rồi thì chúng ta nâng cấp thiết bị lên. Bởi vì tôi phát hiện một điều này, thiết bị nó hiện đại, nhân viên chúng ta thường tiếp xúc được, thậm chí bản thân của chúng ta, đúng không ạ? Và nếu những cái đó nó không tiện ấy thì nhờ ai đó quay dựng cho chúng ta thì khó, đúng không ạ? Khó người tiếp xúc. Và cả anh chị em cái đơn giản hóa thì nhân phải tất cả những cái nội dung đó thì vẫn quay trở lại cái đầu là tư duy của người lãnh đạo, tư duy của người làm marketing, đúng không ạ? Tất cả công cụ nền tảng này, sở co Google hoặc là cả công cụ này thì vẫn là công cụ thôi, tất cả các nền tảng rồi là công cụ thôi, đúng không ạ? Chúng ta mượn nền tảng hay còn gọi là chúng ta xây nhà đất của họ, đúng không ạ? Thuê đất của họ, đã xây nhà bán hàng thôi. Những cái sai lầm của những doanh nghiệp ấy, người ta không hiểu đó là chúng ta phải xây dựng một cái bài bản để chăm sóc nuôi dưỡng trên internet, như vậy là xây dựng chiến lược tổng thể để chúng ta giao KPI cho nhân viên, đúng không ạ? Và vẽ ra một bản đồ chiến lược là ví dụ là khách hàng tiềm năng hàng ngày đổ về thì bao nhiêu và tỷ lệ chuyển đổi xong thì bản kênh nào phù hợp và kênh nào tối ưu đo lường hiệu quả nhất, đúng không ạ? Và cái là nội dung content, và anh chị em biết thì không on trên online để tiếp cận là gì, là content là nội dung video bài viết, bài viết nào phù hợp nhất với tệp khách hàng. Cái thứ tư là gì, là thương hiệu doanh nghiệp, là thương hiệu của sản phẩm. Bây giờ rất nhiều người xây dựng thương hiệu cá nhân và đó là một cái lợi thế, và rất nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn họ còn chung xây dựng thương hiệu cá nhân gắn liền với cái sản phẩm của cái doanh nghiệp đó. Bởi vì kinh doanh thì chúng ta biết là hôm nay năm nay bán được sản phẩm này, sáng năm không còn bán được nữa thì thương hiệu chúng ta vẫn còn, đúng không ạ? Và chúng ta bán sản phẩm khác. Marketing là gì? Marketing là nghệ thuật khoa học để khám phá ra nỗi đau vấn đề của khách hàng, và từ đó chúng ta đáp ứng nhu cầu giúp họ đạt được những điều họ muốn. Thì đấy là cái từ khóa mà tôi tâm đắc nhất của thầy. Marketing là tất cả giá trị của khách hàng đúng vào xử lý giúp đỡ khách hàng. Tất nhiên rồi, đúng không ạ? Chúng ta gieo trong spam mà chúng ta phải trao giá trị trước khi bán hàng.